Xin chào tất cả mọi người nha. Xin giới thiệu với mọi người đến cái hoàn cảnh của Bí Nam á. Không biết là mọi người còn nhớ cái hoàn cảnh của Bí Nam không? Là cái đứa mà có cái khối u quái ác ở miệng á mọi người. Thì hôm nay mình với chị Tưởng có đến thăm gia đình của Bí Nam nha. Bí Nam đã mất cách đây khoảng được 1 tuần rồi nha mọi người. Dạ chị, Bí Nam mất được bao lâu rồi chị? Là hôm thứ năm là em với chị Tưởng tới thăm, là thứ sáu bé mất chị không ta? Dạ à, đúng rồi, bên Nhi Đồng em với chị Tưởng có qua Nhi Đồng. Dạ thứ tư đúng rồi. Dạ là bé nó qua ông bố, là mất là lúc vô hóa chất hay là sao chị? À, hôm thứ tư em với chị Tưởng ghé thăm á, là cứ nghĩ là cục 4 nó lòi ra thôi, chứ không nghĩ là nó to ở trong cái cuốn họng. Nó to xuống cuốn họng. Là cái lúc mà người ta đặt cái ống thở là nó chèn vào cái ống thở luôn hả chị? Đúng quá à. Do đã về do cũng nó chèn xuống. Còn phải không được chèn. À, bên Nhi Đồng là nó hỗ trợ cho mình cái đặt cái đường ăn với lại cái đường thở thôi. Cái đó là bên ung bướu chuyển qua. Còn nếu mà mình vô hóa chất hoặc là mình điều trị thì mình phải quay ngược lại ung bướu. Dạ. Chị như trước lúc mà bé Nam mất á, thì bé Nam nó có nói gì được với chị không? Hay là có hành động cử chỉ gì không chị? Nói thì nó nói cũng mình nghe cái câu được câu không. Không được đâu, bé nói cũng được. Mất là nói được. Thương hả chị? Kiểu giống, chắc giống như Hồi Dương chị ha. Chắc Hồi Dương không chị? Nó thở không nổi. Nó ho. Ho ra máu luôn. Nói được luôn là bé mất luôn. Khóc bé cũng cho nữa. Nó không cho chị khóc hả? Không. Dặn mẹ không được khóc. Là mấy ngày trước rồi. Là bé, chắc bé nó đoán được cái sức khỏe của bé rồi. Thương ghê. Là bé Nam là tính tới bây giờ là mười mấy tuổi chị? 11 tuổi. Có 9-8 tuổi thôi. Bé Nam 19 tuổi. Mà trước đây cháu được đi học không? Có chứ. Cũng đi học nữa. Tí nữa mình sẽ quay cái di ảnh của bé Nam cho mọi người xem nha mọi người. À, cháu đi học được lúc mấy là cháu vô bệnh viện? Lớp 3. Lớp 2 là đi quá chị. Vô bệnh viện. Còn tháng mấy nay là vô chẳng luôn, không có gì. Trước đây là bé mới mắc bệnh nào bệnh là nó mình bị cận cái này. Cái mụn thôi, cái mụn còn đi khám, nó có u gì ở bên tai mũi họng, u gì bây giờ nó mổ xong mới xét nghiệm,
có nghĩa là mình điều trị 6 cái đợt. 6 toa thuốc. Dạ. Sao nó mọc ở trong hay là mọc ở ngoài? 6 khác là bắt đầu khác. Lúc trước lúc mà nó mới mọc ra là mọc ở trong á. Mà ở trong miệng á. Nó dở lên nó. Là thường thường tai mũi họng nó liên quan á chị Thượng. Từ cái lúc mà bé nó phát ra cái cục bấu đó là mình điều trị ở Sài Gòn luôn chứ không có điều trị ở dưới quê. Nhưng mà bé nó lúc mà nó yếu á chị, là bé nó có nói với chị là nó thèm ăn cái gì không? Cho uống gì chị? Sữa. À. Lúc rồi được không? Chưa uống nữa không? Còn bình thường là không có kêu vậy. Em thấy cho nó uống sữa hết rồi. Rồi quá. Nó kiếm nó. Nó đi rồi, nó kiếm nó gãy toàn là. Mà nó kiếm ra cho nói được nó kiếm đi đi. Đúng rồi, hôm em với chị Tượng tới thăm là bé không nói, nó chỉ có gật đầu với lắc đầu thôi, hỏi gì thì gật đầu không là lắc đầu ghi này cũng khiến là bé gần đi thì bé nói lúc đó là em có phòng thấy sợ luôn, lo cái chuyện nó xảy ra luôn á. Là nó làm lên mệt 3 lần. Bé mất là lúc mấy giờ chị? 7 giờ sáng. 7 giờ sáng. Rồi ha. Lúc đó có chị với dì ha. Cái dì hai là cái người mà vẫn thay nhau chụp với chị. Lúc đó bé Nam nó có nói chuyện với dì hai không? Có. Cũng dặn dò vậy. Tối là thấy nó yếu là kêu chị với chú nó rồi vô đó. Mà chú nó về có chị con chú ở sáng đêm dạ. Mẹ bị chị Tưởng thấp cho bé. Dạ. Thế thì hôm nay thì chị Tưởng với Duyên chị đi đến đây cũng còn một kết quả một tiền đó mà mình cũng gửi á. Cho bé không chị mua trái cây hoặc bánh gì thì cho bé. Em với chị Tưởng cũng không nghĩ là bé mất luôn á chị, tại do hôm trước thì thăm xong rồi hai chị em cũng có dự định là khoảng thứ hai tuần sau á là sẽ qua Nhi Đồng và hôm qua ông bố mà chưa kịp đi á thì có một chị gọi chị Tưởng ha, chị gọi chị báo là bé Nam mất thì em mới gọi cho chị. Chứ không nghĩ luôn. Cái người mà gửi tiền về cho bé á, 500 á. Cái điện gì cho em á. Cái cô hôm trước gửi 500 đô á chị. Là cổ là người gọi báo tin cho chị Tưởng biết luôn là bị Nam mất. Nó khóc không mà khóc mình chết hả? Vậy đó chị khóc quá trời luôn. Nói chung là hai chị em lu bu nhiều việc quá. Cái cũng chưa có đi thăm bé Nam được. Cứ nghĩ là khoảng 2-3 ngày mình thăm. Tại vì mình mới thăm bé ở đây. Chị này chị gọi về chị khóc, chị Tưởng chị cũng hết hồn luôn. Xong chị gọi cho em, chị nói Duyên ơi, bé Nam mất rồi sao á. Em nói để em gọi hỏi chị Loan thử chứ em cũng chưa có biết được. Chị hôm nay thì có quà của ai chị Tưởng? Dạ ông. Bé thì ở đâu vậy? Bây giờ mộ bé đi mình gửi về đâu?
Quê mình Lâm Đồng không à? Mình đem về quê hả chị? Là hôm đó là mình đem bé về luôn hay là mình hỏa thiêu? Dạ. Dạ. Là mình hỏa, mình chôn cất bé ở Lâm Đồng. Mình ra qua được chị tụi. Để em đọc cho. Dạ hôm nay thì có cái tên mình này nè, bị che nè. Cái chị Nga Nguyễn B ở bên Mỹ gửi cho bé Nam 100 đô nha mọi người. Hai người á. Hai người hả? Là cô tưởng cho chị gửi cháu bị ung thư miệng, nói cô Mai và cô Nga gửi cho cháu là cái món quà 100 đô đây là của cô Nga, cô Mai với cô Nga ở bên Mỹ. Gửi cho cháu. Dạ, bây giờ bé Nam thì bé mất rồi nha cô, mất thì được 1 tuần rồi. Thì hôm nay chị tưởng cũng gửi món quà nó hơi muộn, gửi cho mẹ của bé. Còn cái này nữa. Cái này là hôm trước hai chị em còn gửi nhưng mà còn thiếu á. Gọi mấy anh chị nó tới xe hộ đi á. Một chị gửi cho bé Nam ở xe bò bía ẩn danh. Chị với anh gì đó không nhớ nữa. À, gửi 500. Để em xem. Cái này là cũng gửi vào tài khoản. Là cái này gửi vào tài khoản là em cũng chắc gửi vào quỹ á chị, gửi vào quỹ á. Mà ghi gửi vào thôi. Hôm trước là có thiếu của một chị 1 triệu nào đó. Gửi vào tài khoản đúng rồi. À đúng rồi, 1 triệu này là của cái chị mà hôm trước gửi cho bé Nam 1 triệu mà hai chị em là không có nhớ. Bây giờ là gửi món quà cho bé Nam luôn. Dạ. Là chị đó gửi cho 1 triệu đó, bữa đó em điện về cho chị đó. Là nhờ chị nói là chị quên còn sót lại 1 triệu đó. Hôm nay là chị tưởng trao bé mất rồi. À, hôm nay chị đến là trao cho mẹ bé luôn. Gửi vào tài khoản của chị á. Dạ, chuyển khoản cho chị tưởng. Chị thông cảm nha, tại do phải cột như vậy để khỏi quên á. Chị Nga. Cái này là chị Nga ở đường Trần Đình Xu gửi cho bé Nam 500. Quay về đây chị, quay về đây. Chị An với số vườn chuối gửi cho bé Nam 200 với một chị ẩn danh. Gửi cho chị An luôn ở xe bà bía 200 nữa là 400. Gửi cho cái hoàn cảnh ở Đắk Nông 200. Dạ đúng rồi, là của Bí Nam 400. Đưa 400 đúng không? Dạ đúng rồi. Chị An ở quần chuối bán vé số quần chuối á. Chị anh với anh chị chỉ cầm lại giùm. Dạ. Cho mượn cái giấy lại đi chị, chạy gì có còn cái giấy không nữa Đắk Nông á. Mọi người thông cảm nha, chị tưởng là chị phải cột tên của mọi người với lại cái tiền chung với tờ giấy để mở ra cho nó khỏi bị lẫn lộn, tại do chị buôn bán vừa tiền từ thiện nên chị phải cột rõ ràng vậy mọi người, chứ không phải là chị không có túi xách hay là cái gì nha mọi người. Cảm ba mẹ. Dạ. Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đã giao cho. Dạ thì hôm nay chắc có lẽ là em với chị tưởng gửi món quà muộn này đến cho mẹ của bé Nam để lo cái phần hậu sự khi sau này của bé Nam chị ha. Thôi chị cô tưởng thắp cái nhang nén hương cho con. Ôi, mọi người đây là di ảnh của bé Nam nha mọi người. Còn ở trên là ba của bé. Ba bé thì mất bao lâu chị? Dạ. Yeah.
đi đón chiều với gia đình em. Thì em có chị tóc em một cái nghe thằng cháu Nam. Hôm nay tôi đổi dám thăm con ở bụi. Nó con sống khôn, khác thiên. Con phụ hồi cho mẹ đi, làm giỏi, mẹ làm. Mẹ cô cũng không nói gì. Thôi giờ tần số cha con nó lại vậy rồi, bỏ em rồi, em cũng cố gắng lên, còn lo sức khỏe tương lai sau này nữa. Chuyện đời thì mình cũng không thể nói trước được, không thể nói trước được, giờ chuyện gì đó nó sẽ đến, không chuyện gì còn nó sẽ còn, chuyện gì mất nó sẽ mất. Thôi chị khuyên vậy thôi, động viên em. Chị biết là phải buồn thôi, buồn lắm chứ. Cùng một lúc biến cố hai người đó chị. Chồng nó đã đi rồi, bây giờ con rồi hai người họ không có duyên với mình, họ có duyên với mình chưa nhiều đâu. Một quê ở đâu mà đi tặng hôm nay để lập nghiệp? Quê Sóc Trăng, quê ba thì ở ngoài Lâm Đồng, mà bà nội thì ở Huế. À, bây giờ là bé là đem về Lâm Đồng là chôn gần với ba hả chị? Dạ, ba luôn. Thương quá. Hôm qua video này thì năm mới cũng sắp đến rồi. Thôi em chúc chị có sức khỏe. Chị có sức khỏe thì mình mới tiếp tục được. Dạ. Rồi cũng cảm ơn các mạnh thường quân cô chú đã đồng hành xuyên suốt cái chặng đường điều trị bệnh của mấy Nam nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Tất cả các cô các chú trong nước và ngoài nước để cùng chung tay với chị Tưởng với Diêm. Thì năm cũ sang năm mới thì giữ cho đi một lần đêm nữa. Vui vẻ, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, dạ sự như ý. Rồi, tạm biệt mọi người nha.